người để mà có cái chút chi phí mà mình làm ma chay cho ảnh đó nha cô. Bây giờ không biết là gia đình mình cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà thôi anh đã đi rồi thì mình đừng có buồn nhiều cô ạ. Mình cố gắng nén trong lòng để anh có thể ra đi thanh thản. Cái đứa bạn thì hôm nay quốc chiến ghé qua thăm anh Dũng, vẫn là con đường quen thuộc này. Nhưng hôm nay là một cái ngày rất là buồn khi mà anh Dũng đã rời khỏi trần gian này rồi. Là sau khoảng 2 năm chống chọi với lại căn bệnh hiểm nghèo thì trưa hôm nay anh Dũng đã mất tại bệnh viện nhiệt đới và đã được gia đình đưa về nhà để mà tổ chức an táng. Thì hôm nay cũng chuyến vào để thắp cho anh một nén nhang, cũng như là gửi những cái món quà mà các mạnh thường quân thăm viếng anh ha. Và mọi người theo chân quốc chiến. Chắc là anh sợ đi bệnh viện quá. Nó muốn cho nó chết đi con, nãy giờ con dùng đỡ cực quá. Bây giờ cái phần coi hàng, giờ ai đi con nó đi nói coi hàng cho nó. Bây giờ con nói với anh với cậu Tư kiến chờ con dùng chút coi chứ. Đi làm cái em chạy qua đâu không? Làm để cho anh mất từ mấy giờ? Mấy giờ? Là ở tại em về không? Sáng xuống đưa ra là đồ chuyện thì nó xà quá. Bật đít mà anh hai ẩm xuống tới đây nè, thì nó xà xuống bầu thang này cái chớm á. Chợt hai anh em té, ổng kìm nữa mà ổng văng xuống đây, nó nổi trên kia được ba bậc luôn, nó xuống tới cái đầu á bị một mảng. Giờ bệnh viện thì nãy bác sĩ cũng mấy cái gạt đấy là nó mất ý thức rồi. Thì nó xà xuống thì đang cái trước em thấy cái gạch bông mà đi xuống á. Đó là té đây nữa. Nó xuống cái trợt á, té nhà té một cái rầm. Thì nó mất ý thức, nó mất ý thức trên phòng rồi. Mà nó cũng còn nhiều ý được là mình nói nó nghe hay gì ha. Tội lắm chị, nắm tay nó thì chị nói nó cố lên thì nó hiểu, nó nắm cái tay của chị nó hiểu, nó biết, nó nghe nhưng mà nó không nói được. Hôm qua em cũng đi làm, bữa nay em định ghé thăm mà tối quá. Nó còn khỏe, hôm qua chị ghé thăm khỏe, nó không bị sáng đi. Nó gì nó chịu, hôm qua là nó chịu sáng đi, tại vì nó bản thân nó không sợ đi bệnh viện quá. Nó sợ với nó, biết là nó biết sức lực của nó sao tốn vậy. Dạ. Hôm qua lại bắt đầu đau ạ. Hôm qua là bắt đầu nó đi tàu rồi đi khuya, ngày hôm qua là dưới hồi khuya này là suốt đêm luôn á, mất sức lắm. Hồi nãy đi vô bệnh viện con thấy ấy thì nó là nó bị nhiễm trùng sốt huyết, sốt huyết phao tử. Còn lúc mà mình thấy máu ở trên cái tấm da là nó đi tiểu, nó đi tiểu ngay đi cầu á, xa máu rồi nghĩ không có cũng đầm không đầm. Đỡ mà nó mới ra hình hài rồi chứ. Giúp cho bà nó đổ đời sao đèn nó quậy rồi hấp mê giết nó mà nó mới bệnh nó chiếm. Nó bệnh nó không ăn được mà từ bao giờ mà nó suy ra tới bây giờ. Anh không nhắm mắt. Bà ấy không có thận gì. Thôi mình chờ anh nhé. Chị qua ngồi với lại cô luôn nè. Mà sẽ lúc đẩy đi CT á, xong rồi về á. Cô gắng lên nhà tay. Chị hẳn không? Hẳn những nó nghe, nó không nói được nhưng mà đang nặng tay rồi bây giờ quả nó ngước lên nè. Nó lên. Dạ. Nhưng mà hôm nay mấy giờ thì anh bắt đầu mất nhận thức rồi? Hồi luôn cũng 4-5 giờ, 5-6 giờ vẫn thấy nó lơ ngộ lắm con. Dạ. Đã mấy ngày nay cô nó nói rồi, con lấy tay lơ bây giờ, con đi tiêm tải gì quá đi, tao nhớ con rồi. Con mới đem đi bệnh viện nữa mà con bị trầm, dài dài thì tiêm bệnh viện
ông chịu đi, ông chịu đi rồi ông nhà những kia, nhà những kia đó, cái có nghĩa là bắt đầu cái ngày ông qua hay biết là qua kia vậy, mà nó nói chứ giờ má những hoài khổ hơn, mẹ anh ơi, mẹ đem con đi, mẹ anh ơi, cho con khỏe thì giải thoát cho con, cho mẹ con khỏe, chứ để mẹ đi cùng. Từ nhiều lúc đó luôn, những quà cực của tôi ơi, lao tôi biết rồi, bây giờ cũng đi bệnh viện, tôi có lời má nó luôn đi bệnh viện, tao thì đi chứ không, nó cũng muốn cho nó nhà để nó chết chứ không, nó cũng muốn chết, nó cũng biết nước rồi, sức lực nó làm sao rồi, nó không muốn chết ở bệnh viện, nó muốn chết đi nhà, mà sáng tay đồ sửa sang đồ đạc, mà đưa nó đi, con biết phải nói hả là anh nó vô á, mà con sàn đồ mà ba giờ mấy con đi chạy, con lao tôi đích thương, nó đi chạy hoài. Rồi anh nó ẩm đi, con biết ẩm đi xuống đây lúc đó là con cháu mấy là giờ mà xuống tới đây nó xà xuống một cái không tin. Hai anh em té lăn tượng trên cầu thang xuống đây. Té đầu nổ máu như chả nó đầu, chân cẩn nổ máu hết trơn. Trời đất ơi. Té ở đây trên lầu, trong đó nó còn tự nhiên nó xà xuống cái viên nán vô. Cái rồi trơn á, anh nó té tự trở như hai anh em đẩy xuống té lăn 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 xuống lớp xuống tới đây. Dạ, trước khi mất còn bị té nữa. Còn bị té một trận nữa, con có đau ghê chứ buồn. Trời lúc đó nó... Vậy có để nhan vậy không? Em quên mất tiêu rồi. Nó mời mà, nó để này không đúng không? Để cái này không đúng không? Con thấy đó là con kia quá trời, con đi 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 đi. Mà chưa đâu. Trước đó anh có kịp nhắn nhủ gì tới cô không? Không nói được cái gì cho cô đâu. Nó đâu có ngồi, nó không nghĩ đâu, nó không chết như sao. Dạ. Nhắn qua nó không biết, nó nằm á. Nó nằm á. Con mỗi con cho cửa vô. Cái nằm cười với con một cái cười mâm nhỏ cười cười lắm không? Bởi cái nụ cười đó giờ cái nụ cười nó không chết chứ không nhớ hoài. Nó cười rất là tươi, cái con nói trời. Nó nói gì mát, nó cười tươi cho tươi luôn. Nó nói đâu, nó nhìn con vậy. Cười vô một lần cuối cùng đó. Giờ anh mắt cũng chưa nhắm mắt nữa, chắc là còn còn gì đó anh chưa có được. Còn cái gì đâu. Còn vướng mắt cái gì đó. Bây giờ sao con không biết nó vững khúc cái gì vậy sao con? Cái này hay thắt thì đi cài. Trời đi. Bởi lúc trước con nói chuyện với con, bởi lúc trước con nói như vậy con nói chi. Má muốn biết rằng đó là con giúp cho ai mà để mà ngày nay con xảy ra như vậy, nên mình con bệnh hoạn thì con nói cho má biết đi. Trước khi mai mốt má chết, má chỉ mong muốn rằng biết được cái là cái sự việc nó như thế nào thôi đi. Mà nó chưa kịp nói con, nó nói má đừng nói, cho má nhắc tới con muốn thận con chết. Và rồi nó chưa nói cho con biết là vì lý do làm sao mà nó lại tiều tụy vậy, nó sinh ra đó con. Dạ. Giúp cho bạn bè đó mà nó không có nói người ra, nó nói đừng nói, má đừng nói, con muốn thận. Từ cái chỗ đó là bao tử nó hành hạ nó riết luôn, con biết là nó suy kiệt luôn từ lúc đầu tới giờ. Bác sĩ cứ nói luôn, nó có tự giờ có sức lực kháng, nó không còn nữa chứ. Con biết là bao tử nó quá trời rồi, con nói con không ngờ nó ra đi sớm như vậy thôi, biết thôi. Thấy nó khỏe, con thấy trong năm nó khỏe lên. Dạ không, mà anh đạp xe được là con thấy mừng lắm luôn á. Con tưởng là qua Tết là chắc là anh khỏe rồi, chắc là... Thì con có hy vọng ai ngờ, con biết năm nay đó, năm 31 tuổi rồi con. Bước qua không khỏi kiếm. Hả, mới vô con kiếm. Dạ. Trời ơi, kiếm mới bước qua năm mới, bước qua mà nó không qua khỏi kiếm rồi, nó đi không được, nó chạy không khỏi tử thần. Người ta kéo nó ra. Trước Tết là anh Dũng cũng khỏe lại nhiều đúng không ạ? À, anh cũng lên xe anh đạp rồi, mình làm cái video mình phấn khởi lắm, mình nghĩ là chắc qua Tết thôi là anh tập đi đứng được rồi. Không ngờ là qua Tết thì anh cách đây một tuần hơn tuần mà con ghé thăm lại, anh bắt đầu nhợt nhạt rồi, lúc đó con thấy lo lắm rồi. Lúc đó là thấy cái môi của anh. Dạ, cái môi của anh là không có máu nữa, nó cứ nhợt nhạt rồi. Là nó bị tụi đường huyết mà nó giấu trong người, nó mệt mỏi mà nó không chịu nói cho cô biết. Nó dạ, chắc là... Nó khỏe, không nó giấu. Chắc là anh sợ cô lo. Mẹ
Nãy giờ mày muốt vắt cho anh mấy lần mà không được rồi. Còn tí con muốt, con muốt ở đời con gái, con nói nếu con có buồn má gì thì má đa má giận. Má cũng nhiều lúc má cũng bực bội, má đa con không sợ hết trơn á. Nhiều lúc má cũng buồn, con còn định quản người, má cũng cành mình, má la con một khi mở ra luôn. Con la thứ cho má con có buồn má. Và con gái của trời muốt con có buồn, kiếm của con biết con ước gì nữa con. Có người thân, người bạn hay là gì của anh chưa tới được không con? Còn bà dì, còn mấy người dì nữa con. Trời ơi, rồi tối nay tổng rồi, dì mới làm sao, không nhắm mắt làm sao, không biết làm sao đây. Có nhiều người thân chưa kịp tới hả? Kiếm rồi, tối nay dì mới tổng mở mắt làm sao chứ. Dạ. Hy vọng là lát nữa mình thử búa lại một lần nữa xem em có nhắm mắt lại không. Cũng hy vọng là nếu mà anh Dũng anh còn cái điều gì chưa làm được thì anh báo mộng cho cô. Thì em cũng sẽ cố gắng hết sức, hứa là sẽ phụ cô thực hiện cái di nguyện của anh. Anh cũng cố gắng an nghỉ, ra đi thanh thản nha anh. Mình nè con, cái trại mà nuôi mấy đứa mà bị nhiễm HIV đó con. Dạ. Có mấy ăn gạo, mấy ăn kẹo, đồ cái kia, đồ đặt sữa, sữa lên cho mấy ăn nước, ăn dầu. Mấy con cũng lên để làm dầu. Nguyện vọng nó nhiều lắm con. Nó hứa đi được là sao? Đi chùa chứ. Tổ chức cho xe cho người ta đi cho bác đó con. Con hay ngồi nó đi. Dạ. Hôm trước nó nói con lại, nó đi. Con đi nhà thôi, nó nói chứ. Con nói rồi. Má mà đưa con đi vô bệnh viện, con cắn lưỡi con chết. Trời, anh sợ bệnh viện quá rồi. Cái quá thời gian gần 2 năm là anh nằm bệnh viện quá nhiều. Nằm có khi nào nó giận con, sáng con ẩm nó đi, con bắt nó đi rồi nó nằm con. Dạ không sao, không đâu, cô thương anh mà. Chắc không phải như vậy đâu. Con muốn nó sống bởi nó bắt rồi tôi buồn lắm. Chỉ coi con nói hồng cũng cứ hoài suốt cuộc đời luôn. Nếu mà hồi nó nói nó không chịu đi thì mình áp đảo nó, mình bắt buộc nó đi cũng được. Nhưng mà tại sao con không làm chuyện đó? Con cứ nghĩ rằng hỏi nó nói rằng là con khỏe không sao, má nó mua thuốc con uống được rồi. Không ngờ bây giờ hỏi con nó quá chịu khỏe, nó hà đường huyết quá con. Bởi trời trưa rồi, trời trưa rồi, cũng là thầy cũng chết. Con cái giọng nó nói với mình. Lúc có trước vậy nói tới con hết tình. Con với má con gần mới đi Thái Lan chơi. Nhưng mà Campuchia là cho má chơi, nó biết người ta cái hồi nào mà khổ cực, có mấy nuôi trẻ em con. Má chưa đi cứu gì xuống chưa.
Rồi mai mốt, con có tiền không? Mua điện thoại khác. Con cho mấy điện thoại này hình ảnh cu lu lên hết cái đồng rồi. Anh nói lâu chưa con? Mới nói vừa cách đây không? Chưa trong đập. Dạ. Con lưu là hình ảnh. Con nói vừa mà. Dạ, chắc anh cũng thấy anh yêu lắm rồi đó. Anh chuẩn bị hình ảnh ấy. Khi nào nó nói mà nó cười. Mà nhớ con á. Mà nhớ con á. Mà mở rồi mà bấm lên đó. Mà coi mà nhìn mình coi á. Mà thấy con cho mà đỡ nhớ con. Tôi nói tiền. Sao con nói mà nghe mà buồn quá vậy tiền. Cái nó đâu có đâu. Con lỡ lời. Mà bây giờ con buồn. Con đói dữ. Mà nghe mà buồn quá giống như con đói rằng vậy tiền. Tôi cài đặt. Lẽ quá rồi. Những cái số điện thoại mà người ta điện cho nó, những người mà quan tâm thân cho nó, nó số hết trơn. Lúc trước á, người ta điện cho nó, ví dụ như mà Sương Mai ở dưới Sương Mai ở dưới chị ở dưới Bạc Liêu, có thương có lắm, mọi người tắt trắng rồi lên khô rồi lên cho nó. Mà bây giờ kiếm coi á, tự nhiên nó số hết rồi chứ. Dạ. Gì mẹ ngoại kìa. Má nãy tiền nó đi chợ, chú đi chợ nó lấy. Nè, nhiêu nhiêu cũng tán à? Không có, nên ba. Nè, nãy lên theo con thì tin. Nó số trơn rồi chứ mà. Nó số những người mà quan tâm nó nói là con thấy mấy này con mở lên con thấy mình thấy địa chỉ mấy người đó nữa là con yên rồi. Con nói thằng này sao kỳ kỳ, nó làm kỳ kỳ hết rồi. Thôi giờ anh cũng đi rồi. Thôi đừng có khóc nhiều quá, để cho anh ra đi nhẹ nhàng thôi. Mà lúc nào anh ra đi cũng than thảm chứ, chứ không có bật. Tại chứ không. Con không có đủ can đảm, con bước vô trong cảnh con coi nó chứ thôi. Vậy chắc là anh chờ ai đó thôi, chứ anh không còn vướng mắc gì đâu, anh còn chờ. Con đủ can đảm mà con vô, con đứng con nhìn con trong trọng con ơi. Con cứ ngồi đi, con khóc con à, con không đủ can đảm. Con thấy nó con thương quá rồi, hỏi con. Người ta cột tay, hai tay nó lợi con hỏi, người ta cấp cứu nó này khi hỏi con. Nó nào nhà đó? Nó nhà đó. Nè, nó nói của cậu ba nè. Là lúc mà vào bệnh viện thì lâu không con? Vô bệnh viện này thì vô tổng chất con, lúc mà chuyển đi chắc cũng chắc 10 giờ mấy hay nhiêu con. Con cũng khổ quá, lúc mà con nghe bác sĩ nói là nó có nguy cơ sẽ tử vong chứ không mà khỏi ở trên đây nào nói rồi là con muốn chết rồi con rồi, con không có đồng đủ sức nào nữa. Cứ gì con cứ biểu sinh thôi, con chạy vô với em đi xưa. Nó không còn đi nổi, con không đi nổi nữa. Con ngồi đó, ở băng đá con trước bên viện. Rồi có thằng Di nè, con cũng kêu Di, con chạy vô với em. Con coi nhìn má coi em nó khỏe không. Vô nói gì nó cũng còn thở đó. Tại sao mới nói là không ấy, nếu nó khỏe được xin cho đi chuyển đi xuống bệnh viện nhiệt đới, con hy vọng chút. Nhưng mà cũng không cứu được. Bác sĩ nói là tại vì để nó quá nặng rồi. Tại vì nó bị nhiễm trùng đường ruột quá nặng với con chứ. Nửa trong năm con nó thèm rồi ăn ba cái gì đó. Cá sống đúng không, cá hồi sống. Mỗi con nói được nó ăn cái gì, con được ăn mà nó thèm nó ăn. Con ghé qua con cũng gửi một ít để mà biến cho anh nha. Cái này con gửi này là 100 đô con biến cho ảnh để mà mình lo mai chay nha con. Này của con, không, con không được chiến. Cái này cái tấm lòng của con mà không bao nhiêu. Trời ơi, dạ. Con làm bao nhiêu còn tiền mà hôm nay không? Con cũng gửi có một người nhờ con gửi 500.000 và là có cô Jenny ở Ocala ở Hoa Kỳ á, cũng gửi 100 đô. Là tưởng anh Dũng còn sống hả? Dạ không. Biết con biết anh Dũng mất rồi hả? Dạ này vì con đăng tin lên một số người cũng nghe người ta cũng nhận. Con mới đăng tin lẹ vậy hả không? Dạ. Đấy. Còn người để mà có cái chút chi phí mà mình làm ma chay cho ảnh á nha con. Bây giờ không biết là gia đình mình cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng mà thôi anh đã đi rồi thì mình đừng có buồn nhiều cô ạ. Mình cố gắng nén trong lòng để anh có thể ra đi thanh thản, chứ nhiều khi cô khóc chữ của anh không đi được. Đúng rồi, người ta cũng nói gì con mà tự cô thương cô buồn quá, cô không dằn được kiếm ơi chứ con. Dạ. Không biết vậy con ráng kìa con.
Còn giờ con kiếm con cũng nói với cô, vẫn còn là cũng cảm ơn mấy cô vẫn nha con. Dạ. Nhưng mà giờ thôi đừng có khóc gì nữa, để cho nó thanh thản đi vậy thôi. Dạ. Tại vì cái khoảng 2 năm mà qua là anh cũng khổ sở lắm rồi, sống trong đó là đau đớn rồi, thôi. Con trải nghiệm, con trải nghiệm dữ lắm rồi con. Dạ. Bởi cô cũng giờ hầu sinh mẹ con em, cô gian giái con đó, mẹ con em giờ cho con đó giảm tuổi thọ, con để con kia sớm với con những cái gì đau đớn với nó, để cho nó sống nó khỏe với con. Cô gian giái quá trời mấy ngày nay mà.